đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, gặp thời chuyển vận, hóa hung thành cát, trúng số liên tiếp, đón Tết 2025 âm lịch, cực giàu, cực sướng. Một đường dẫn lối công danh, đất trời thuận lý đạt thành thiên thai, mệnh người mãi mãi an bài, chấm thêm một quẻ phát tài thành công, mai sau đón nhận lộc hồng, đôi đường dẫn lối mênh mông tiền tài. Vâng, quý cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Đinh Mùi sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Đinh Mùi hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Đinh Mùi phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Đinh Mùi không được dễ dàng là mấy. Đinh Mùi thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Đinh Mùi hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Đinh Mùi những điều bất như ý cô bác anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Đinh Mùi hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Đinh Mùi đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Đinh Mùi, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Đinh Mùi nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Đinh Mùi thay đổi thì thái độ của Đinh Mùi cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi, và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Đinh Mùi sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Đinh Mùi chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý cô bác anh chị Đinh Mùi thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi ấy bản mệnh Đinh Mùi có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân. Tần Ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của quý cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Theo Tử Vi, người được sinh ra vào năm 1967, tuổi Đinh Mùi và thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, tức nước trên trời hay nước mưa. Nước mưa rớt xuống trái đất làm thực vật tươi tốt, đất đai màu mỡ, tuy nhiên không phải loại mưa nào cũng mang lại ích lợi, bởi dông bão hoặc mưa liên miên sẽ làm đất đai xói mòn, thực vật ngập úng, tác động đến cuộc sống của người dân, bởi điều đó người mệnh này cũng cần luyện tập chính mình, tu tâm dưỡng tính thì mới trở nên người có lợi. Về chủ đạo, người mệnh thiên hà thủy có đầu óc khôn ngoan, mang tính thời sự. Vì hành thủy chủ trí lực, nước mưa từ trên trời rớt xuống nên nguyên là một loại nước sạch. Bởi điều đó bản mệnh đồng thời là người trang nhã, có phong cách làm việc nền nã, lịch thiệp, nếu tu dưỡng tốt mệnh sẽ trở thành những kẻ bao dung. Thích làm việc thiện, thích thú trợ giúp người nào đó mà không nhất thiết được báo đáp, có thể có nhiều cống hiến to lớn cho toàn xã hội. Bản tính của nước mưa là mỏng manh, nên người mệnh thiên hà thủy cũng mẫn cảm, trang nhã, giỏi chăm sóc cho chúng ta. Họ không phải là người quá năng nổ mà thường có nhiều tâm tình trong lòng, chỉ lúc đi sâu vào tâm hồn họ ta mới có khả năng hiểu hết được. Những người tuổi Đinh Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn, là luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người, họ sống cho tập thể và những người thân cận. Không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm, họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Tuổi Đinh Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác, họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Đinh Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại,
thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Đinh Mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, tuổi Đinh Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tuổi Đinh Mùi làm việc khá cẩn thận chậm chạp, vì vậy nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn được với họ. Thậm chí tuổi Đinh Mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống. Bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, tuổi Đinh Mùi được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân minh, khi làm việc tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tuổi Đinh Mùi không thích là người đứng đầu, cũng không thích lãnh đạo ai. Không phải họ không có khả năng mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập, an nhàn, không chịu được áp lực quá lớn của công việc. Gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời người tuổi Đinh Mùi. Họ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những người thân trong nhà. Những người này tuyệt đối không bao giờ có thái độ nóng nảy, tức giận để làm mất đi sự hòa hợp giữa mọi người trong gia đình. Tuổi Đinh Mùi ngay từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống an nhàn, bình yên, ngập tràn tình yêu thương của cha mẹ. Càng lớn những người này càng dễ xúc động, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy họ không bao giờ từ chối giúp đỡ một ai, đi đến đâu có bạn, có yêu quý tới đó. Có đôi lúc, sự nhiệt tình tốt bụng của tuổi Đinh Mùi bị lợi dụng mà họ không hay biết. Tuổi Đinh Mùi đa số có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi Đinh Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Đinh Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tuổi Đinh Mùi sẽ tìm được sự hào hứng, hiệu quả hơn nếu làm việc tập thể, bởi họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì người khác. Thế nhưng những nguyên tắc, luật lệ khắt khe của tuổi Đinh Mùi có lẽ sẽ khiến nhiều người không hài lòng. Khi giao tiếp với người tuổi Đinh Mùi, thay vì đấu khẩu, chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm, ý kiến ấy một cách chăm chú, nếu không muốn tuổi Mùi bỏ đi. Bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống tình cảm của họ, bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người. Tuổi Đinh Mùi có nhiều thói quen tốt trong cuộc sống, họ ghi nhớ những kỷ niệm của gia đình vào một cuốn album ảnh, hay ngày sinh nhật của bạn bè vào một cuốn sổ tay. Người này không bao giờ quên những kỷ niệm ý nghĩa với ai đó, và họ sẽ tổn thương vô cùng nếu như không ai để ý tới mình. Họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với tuổi Đinh Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng những người thân trong nhà, luôn là người đem lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình mình. Tuổi Đinh Mùi cũng thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch đến những vùng đất mới mẻ, yên bình để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí trong lành. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi Đinh Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Sự đa sầu đa cảm nhiều lúc khiến tuổi Đinh Mùi rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng tinh thần. Họ buồn phiền vô cớ và không chia sẻ với bất kỳ ai. Tự tách mình ra khỏi đám đông và tìm đến những nơi yên tĩnh một mình. Ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ, hành động kỳ lạ của người tuổi Đinh Mùi. Phụ nữ tuổi Đinh Mùi là con người của gia đình. Họ sẽ luôn dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm chăm sóc tận tình đến những người thân trong nhà. Họ đảm đang, tháo vát và biết khích lệ, giúp đỡ người chồng của mình đúng lúc. Sự khôn khéo ấy là nền tảng vững chắc để phụ nữ tuổi Đinh Mùi duy trì sự lâu dài trong mối quan hệ hôn nhân, gia đình. Họ thích làm đẹp và sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình, đứng giữa đám đông. Phụ nữ tuổi Đinh Mùi biết cách tạo ấn tượng tốt cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Đó là lý do tại sao người này luôn có rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Đinh Mùi có đời sống nội tâm phong phú, lãng mạn, nhưng họ cũng dễ bị tổn thương trong tình yêu. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình, cho đi mà không cần nhận lại, chỉ cần đem đến niềm vui và hạnh phúc cho đối phương là đủ. Tuổi Đinh Mùi biết phát huy những ưu điểm của mình và khắc phục những nhược điểm. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình. Với nội tâm phong phú và con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Đinh Mùi thấu hiểu được tâm tư, tình cảm của người khác chỉ qua ánh mắt, hành động, cử chỉ. Nếu biết những ai đang gặp khó khăn, tuổi Đinh Mùi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ. Tấm lòng nhân ái và tốt bụng không cho phép tuổi Đinh Mùi từ chối bất kỳ ai, bởi bản tính lương thiện, thật thà mà những người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn sẽ ít khi thấy tuổi Đinh Mùi rơi vào tình trạng khó khăn hay có vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe. Tiếp theo,
Sau đây là tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2025 âm lịch. Trong năm 2025 này, cô bác tuổi Đinh Mùi hầu hết đã ở độ tuổi nghỉ hưu, một số ít đang giữ những trọng trách trong tổ chức, cơ quan. Với sự giúp đỡ của mọi người cùng bề dày kinh nghiệm bản thân, tuổi Đinh Mùi sẽ đạt được một số thành công, củng cố sự nghiệp thêm phần vững chắc. Vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi trong năm Ất Tỵ mang tính chất cải thiện, có nhiều thay đổi tích cực, là người có chiều sâu kinh nghiệm, tài lãnh đạo, nhưng thời gian này tuổi đã xế chiều, mệnh chủ tốt nhất nên giữ tâm thế thảnh thơi, tránh lao động quá mức. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2025 nam mạng tuổi Đinh Mùi có sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao này là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, mang đến vượng khí may mắn, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Nếu là người làm ăn ngay thẳng, chính trực thì sẽ gia tăng vị thế. Nam tuổi Đinh Mùi có thêm sức khỏe tốt, năng lượng tích cực, cuộc sống gặp được nhiều niềm vui hoan hỷ. Đối với nữ mạng, năm 2025 nữ mạng tuổi Đinh Mùi gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sau này chủ về công danh sự nghiệp, nữ tuổi Đinh Mùi đa số đã về hưu, gác lại công việc ngoài xã hội thì sẽ có cuộc sống bình an. Đối với những người vẫn đang công tác, lao động thì nên chú ý cẩn thận và giữ vững uy tín của bản thân. Cổ nhân xưa có câu, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ ẩn của họa. Bởi vậy lúc nào cũng phải bình tĩnh suy xét, khi hành sự mà biết giữ hài hòa với mọi người, mọi việc thì sẽ không làm tổn hại đến mình cũng như người khác. Chỉ cần biết gia tăng phúc báu, mệnh chủ sẽ giải trừ được những tai họa đến với mình. 2. Vận hạn. Trong năm 2025 âm lịch, nam mạng tuổi Đinh Mùi gặp hạn Thiên La, vận hạn này chủ về mâu thuẫn, sức khỏe, do đó bản mệnh nên tu tâm dưỡng tính, lấy hòa khí làm gốc, đối xử với mọi người dĩ hòa vi quý. Khi đã giữ tâm tính bình thản, sáng suốt thì sức khỏe của mệnh chủ cũng được cải thiện, tuổi thọ gia tăng, người cao niên trong gia đình sống khỏe mạnh, hạnh phúc, vui vẻ với con cháu thì gia đạo được êm ấm, hài hòa, tránh thị phi mâu thuẫn. Với nữ mạng, mệnh chủ Đinh Mùi 1967 gặp hạn Diêm Vương trong năm 2025, hạn chủ về tai tiếng thị phi, nữ giới gặp hạn Diêm Vương tránh lo chuyện bao đồng. Tốt nhất nên bỏ ngoài tai những lời bịa đặt vô căn cứ trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, bản mệnh nên duy trì thái độ hòa nhã, ứng xử thấu tình đạt lý. 3. Vận niên. Vận niên của nam và nữ mạng tuổi Đinh Mùi trong năm 2025 là Thố Lộng Nguyệt, mang ý nghĩa mèo chơi trăng. Gặp vận niên này mệnh chủ sẽ đón được nhiều tin vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Với đức tính chăm chỉ, cố gắng không ngừng nghỉ, từ thời trẻ đến trung niên, về giai đoạn này nam mạng Đinh Mùi đã được hưởng quả ngọt. Cuộc sống thư giãn và tươi đẹp hơn, gia đình thêm người, thêm của, con cái đạt được nhiều thành tựu khiến mệnh chủ vui lòng. Tiếp theo sau đây là vận trình tổng quan tử vi 2025 của cô bác tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp theo lịch âm nhận thấy, năm 2025 có thể coi là năm khá tốt lành đối với người tuổi Đinh Mùi. Với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, để có thể gặt hái được thành công như ý muốn, thì bạn cần phải biết nhìn thẳng vào thực tế, đồng thời kiên trì, quyết tâm thực hiện mọi việc đến cùng. Tam hợp cho thấy, phương diện sự nghiệp của người tuổi này tiến triển tương đối thuận lợi, dù bạn là người làm công ăn lương, hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bạn chịu bỏ công, bỏ sức ra làm việc, ôn tập. Hơn nữa, thời điểm này các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự trợ giúp đáng kể. Điều con giáp này cần phải chú ý chính là thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình, tránh hăng hái lúc đầu, rồi lại bỏ dở giữa chừng. Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, bạn cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Song dù có đồng tiền dư giả, bạn cũng cần chi tiêu tiết kiệm hơn, tránh đốt tiền vào những thú vui không lành mạnh. Chuyện tình cảm tiến triển tích cực, nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức, người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, bạn cũng đã cởi mở hơn, nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng, quan hệ vợ chồng hòa hợp. Đôi bên thường xuyên trao đổi để đi tới những quyết định thống nhất. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2025 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Đinh Mùi có khởi đầu năm mới với những dấu hiệu tích cực trên phương diện sự nghiệp, nhờ có sự trợ giúp của cục diện tam hợp,
bạn có thể tự nhận ra rằng mình bắt tay vào công việc gì cũng đạt được sự thuận lợi đáng ngạc nhiên, dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, cũng sẽ đạt được thành tựu. Tất nhiên, để có thể chạm tay vào điều mà mình mong muốn, bạn cũng vẫn sẽ phải cố gắng hết sức, bởi chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân cần cù, chịu khó, quyết tâm khi đối diện với những sự cố bất ngờ, chớ nên bỏ cuộc giữa chừng. Muốn từ bỏ khi mới gặp phải khó khăn, làm được những điều ấy thì việc gặt hái thành quả sẽ nằm ngay trong tầm tay của bạn. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho vận trình của bạn. Xung quanh bạn luôn có những người đồng nghiệp tốt, những vị lãnh đạo sáng suốt sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhìn thấy năng lực của bạn nên sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ vừa mang tính thử thách, vừa giúp củng cố vị trí của bạn. Do có nguyệt lệnh lâm thai chiếu mệnh, nên bản mệnh cũng cởi mở hơn trong lối suy nghĩ, bạn thường ham nghiên cứu, tìm tòi những điều mới mẻ. Nhờ đó mà tìm ra con đường mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận thông tin, bạn cần phải tiếp thu có chọn lọc, đừng nên nhẹ dạ cả tin. Kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, khiến bản thân muốn dứt mà không dứt ra được. Một số người cần phải nhắc nhở mình tập trung vào nhiệm vụ, không để dư âm Tết ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí. Khi đã quay trở lại với guồng quay công việc, bạn không nên có những tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ, được đến đâu hay đến đấy, khiến công việc trì trệ không phát triển. Xét phương diện tài lộc, tuổi Đinh Mùi 1967, năm 2025 âm lịch. Xem tử vi 2025 âm lịch của 12 con giáp chỉ ra rằng vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Mùi cũng có những bước tiến đáng kể trong thời điểm này. Bạn gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, nhờ thế mà việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay trong lúc này, các nguồn thu nhập vẫn dư giả ngay cả khi mệnh chủ duy trì những công việc túc tắc, nhẹ nhàng. Ở tuổi 59, cô bác tuổi Đinh Mùi 1967 đã lập quỹ dự phòng cho bản thân để luôn chủ động trong cuộc sống. Đến giai đoạn này thì mệnh chủ cũng đã sở hữu một khối tài sản đủ để an hưởng lúc về già, bản mệnh còn được người thân con cái biếu tặng tài lộc để tri ân. Khi biết kiểm soát hợp lý quỹ tài chính, đồng tiền sẽ giúp đem lại hạnh phúc và an nhàn cho mệnh chủ. Bên cạnh đó chỉ cần chi tiêu hợp lý, tránh tiêu xài phung phí, mệnh chủ Đinh Mùi sẽ luôn cảm thấy an tâm và tự tin trong cuộc sống. Thời điểm này cũng là lúc mệnh chủ nên đầu tư nhiều hơn vào việc chăm sóc sức khỏe cho chính mình để cuộc sống vui vẻ, thảnh thơi. Đồng thời cô bác cũng nên dành thời gian học hỏi thêm những kiến thức mới, đồng thời tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm để tránh những khó khăn, thiệt hại kinh tế có thể xảy ra. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy, bạn nên nhìn thẳng vào thực tế chứ không nên mơ mộng quá mức, chỉ khi có cái nhìn khách quan, đúng đắn, bạn mới đưa ra được những kế hoạch chính xác, phù hợp với bản thân mình, giúp việc kiếm tiền trở nên thuận lợi. Trên phương diện chi tiêu, bạn nên nhắc nhở mình sống tiết kiệm hơn, đừng bỏ quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ, kẻo túi tiền dù có rủng rỉnh đến mấy rồi cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Xét phương diện tình duyên tuổi Đinh Mùi 1967, Tết 2025 âm lịch. Trong năm Ất Tỵ 2025, gia đạo của cô bác tuổi Đinh Mùi gắn kết yêu thương, sung vầy hạnh phúc nếu mệnh chủ hạn chế nóng giận, biết lắng nghe, làm gương cho con cái, bình tĩnh để giải quyết vấn đề thì chuyện to cũng hóa nhỏ, không chỉ bản thân mà cả gia đình cùng được hưởng phúc lành. Dù là năm 2025 hay quãng thời gian về sau, hãy luôn yêu thương, thấu hiểu, bao dung cho con cháu và người thân, động viên thế hệ sau phát triển thì cô bác Đinh Mùi sẽ có một gia đình viên mãn, thịnh vượng. Xét phương diện sức khỏe tuổi Đinh Mùi 1967, năm 2025 âm lịch. Bước sang tuổi 59, cô bác tuổi Đinh Mùi cần quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến xương khớp và khí huyết của bản thân. Hãy vận động phù hợp, ăn uống theo khoa học để luôn giữ chỉ số cơ thể ở mức khỏe mạnh. Không chỉ về thể chất, tinh thần mệnh chủ cũng cần được nuôi dưỡng để có một sức khỏe toàn diện. Gặp việc gì cũng suy nghĩ theo hướng tích cực, không ích kỷ, biết cho đi, đóng góp giá trị cho cộng đồng thì cuộc sống sẽ hạnh phúc và ý nghĩa. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông, thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để cô bác có một năm mới bình an, may mắn. Cách làm tăng cát khí của sao tốt và hóa giải vận hạn năm 2025. Đối với nam mạng Đinh Mùi, cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2025.
làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2025. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau. Thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng đinh mùi, hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2025. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên. Với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Đinh Mùi trong năm Ất Tỵ 2025 là Kỷ Mão 1999, tốt, Kỷ Dậu 1969, tốt, Kỷ Mão 1939, tốt, Đinh Dậu 2017, tốt, Ất Dậu 2005, tốt, Đinh Mão 1987, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Ất Mão 1975, tốt, Đinh Dậu 1957, tốt, Ất Dậu 1945, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Đinh Mùi trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Dần 1962, không tốt, Canh Thìn 1940, không tốt, Canh Dần 1950, không tốt, Canh Tuất 1970, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Canh Thìn 2000, không tốt, Canh Dần 2010, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt, Bính Dần 1926, bình thường. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi
21 giờ đến 23 giờ. Quý vị thân mến, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi, chỉ là hiện tại sức khỏe vẫn còn tốt, đầu óc vẫn còn minh mẫn, nên ta cảm thấy mình hãy còn trẻ trung mà thôi. Hãy thử ngẫm xem khi mình già đi, bạn nên làm gì trong chặng đường đời sau cùng ấy, giai đoạn 60, 70 tuổi. Hãy tự biết thu xếp, sau khi nghỉ hưu từ 60, 70 tuổi sức khỏe của bạn vẫn còn khá tốt. Nếu có điều kiện, bạn thích ăn thứ gì thì hãy cứ nếm thử một chút. Thích mặc thứ gì thì cứ mua về vài bộ, thích chơi thứ gì thì cứ thử xem sao. Tất nhiên ngoại trừ những thứ xấu, đừng quá hà khắc với bản thân, bởi lẽ những ngày tháng như vậy không còn nhiều. Bạn hãy tranh thủ thời gian tận hưởng chúng. Bạn cũng cần học cách quán xuyến tiền bạc. Hãy giữ lại cho mình một căn phòng để ở, sắp xếp cho mình một con đường lui lại về sau. Con cái hiếu thuận là con cái ngoan, nhưng dẫu sự nghiệp của con cái có khởi sắc thì tiền bạc vẫn là của con cái. Bạn không từ chối việc chúng hỗ trợ kinh tế, cũng không từ chối chúng hiếu kính với mình, nhưng vẫn phải dựa vào chính mình để tự thu xếp ổn thỏa cho phần đời còn lại. Giai đoạn 70, 80 tuổi, hãy giữ gìn sức khỏe. Sau tuổi 70, bạn vẫn có thể sống một cuộc đời bình yên, không tai ương hay bệnh tật. Đó là khoảng thời gian bạn vẫn có thể tự chăm sóc bản thân nên cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng bạn nhất thiết phải biết rằng lúc này mình thực sự đã già, sức khỏe và tinh thần cũng dần suy kiệt, phản ứng cũng ngày càng chậm hơn. Khi ấy bạn ăn cơm phải nhai chậm để tránh bị nghẹn, đi đường phải bước chậm để tránh bị ngã, không được thể hiện bản thân mình nữa, phải biết tự lượng sức mình và chăm sóc bản thân. Hãy thôi lo lắng bao đồng việc nọ việc kia. Quả thực đây là tâm bệnh chung của những người già. Có người còn lo lắng cho cả con cháu ba đời. Bạn đã lo lắng cho người khác suốt cả cuộc đời rồi. Giờ là lúc bạn cần nghỉ ngơi, học cách buông tay và thuận theo tự nhiên. Bạn chỉ cần chăm sóc cho bản thân mình thôi. Hãy làm mọi việc một cách thư thái, không cần quá câu nệ rằng mọi ngóc ngách trong nhà đều phải tinh tươm, mọi chuyện đều phải hoàn hảo, mà hãy để tâm hơn tới sức khỏe. Hãy kéo dài thêm thời gian tự chăm sóc mình, đừng nên làm lụng quá sức để phải đổ bệnh rồi lại chờ người khác đến chăm sóc mình. Giai đoạn 80-90 tuổi, chuẩn bị tinh thần thật tốt, đến tuổi này nỗi khổ nào bạn cũng đã từng nếm trải, nên chắc hẳn chặng đường cuối cùng trong đời cũng sẽ trôi đi êm đềm. Lúc này sức khỏe của bạn không còn tốt nữa và đã phải cầu cứu tới người khác, nhất định bạn phải chuẩn bị tâm lý trước. Đa số mọi người đều không tránh khỏi quan ải này. Bạn cần học cách điều chỉnh tốt tâm trạng của mình để có thể thích ứng nhanh nhất. Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình trong đời người, vậy hãy cứ thản nhiên mà đối mặt với nó. Đây chính là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Không gì có thể khiến bạn sợ hãi cả, chỉ cần bạn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mọi chuyện rồi sẽ nhẹ nhàng qua đi mà thôi. Tùy thuộc vào điều kiện và sở thích, bạn có thể vào viện dưỡng lão hoặc thuê người giúp việc chăm sóc ở nhà, nhưng có một nguyên tắc là bạn không được giày vò con cái. Bạn cũng đừng nên gây áp lực tâm lý, tạo thêm nhiều gánh nặng khác cho những đứa con của mình. Những gì có thể tự mình làm được thì bạn hãy cố gắng tự làm, đừng để con cái phải bận lòng. Giai đoạn sau tuổi 90, hãy dựa vào chính mình. Lúc này có thể đầu óc bạn vẫn còn minh mẫn, nhưng bệnh tật lại bám giết lấy mình. Bạn đã không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Khi ấy bạn sẽ có đôi chút hụt hẫng, cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, nhưng dù thế nào cũng vẫn phải dũng cảm đối mặt với cái chết. Hãy cứ coi như đó là sự khởi đầu một trang mới của kiếp người. Đây chỉ là kết thúc của một hành trình cũ, cũng là bước khởi đầu của một hành trình mới mà thôi. Chẳng phải một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, vẫn luôn xoay vần như vậy hay sao? Cứ thuận theo mệnh trời, không phải quá cưỡng cầu, mong đợi người nhà chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách chạy chữa cho bạn. Đừng để người thân và bè bạn phải thêm nhọc lòng, phiền muộn vì bạn. Già rồi biết trông mong vào ai đây? Câu trả lời là chính mình và vẫn là chính mình. Bốn việc cần chuẩn bị trước khi già đi. Cứ mỗi một ngày qua đi, cuộc sống của ta lại bị rút ngắn thêm 24 giờ. Có người nói, về già cần phải có 3 điều tránh và 1 điều muốn. Tránh bị sét đánh, tránh bị cắm ống thở bình oxy, tránh phải phẫu thuật cắt ống khí quản và muốn chiếc quan tài. Người xưa nói, biết quản lý tiền bạc thì không nghèo, có kế hoạch thì không loạn, giỏi chuẩn bị thì không bận, là người cao tuổi. Phải chăng chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn? Chỉ cần chuẩn bị trước thì sau này bạn sẽ bớt phải lo lắng hơn, nhưng cụ thể ta cần chuẩn bị những gì? Việc đầu tiên chính là già mà vẫn khỏe. Ba việc đơn giản không phải đụng đến thuốc men mà vẫn đảm bảo sống khỏe chính là ăn đủ chất, chú ý giữ gìn sức khỏe và phải có sự tu dưỡng. Việc thứ hai cần chuẩn bị là một nơi ở khi về già. Nếu ở cùng con cháu mà phải sống một cuộc sống câm nín, nhẫn nhục để dung hòa sự khác biệt giữa các thế hệ, chi bằng bạn hãy ra ở riêng. Một mình hưởng thụ sự thanh thản, niềm vui đơn thân tuổi già, dẫu là nơi đô thành nhộn nhịp hay là vùng ngoại ô yên bình. Hãy sống ở nơi bạn cảm thấy phù hợp nhất với mình,
nhưng phải nhớ là gần đó có nhà ăn mà bạn yêu thích, có một nơi thư thái để bạn dưỡng già. Việc thứ ba là kiếm tiền dưỡng già. Bạn đã nuôi con nên không còn tiền tiết kiệm để dưỡng già. Thực ra là cha là mẹ chúng ta cũng nên tự thân vận động, nên tự lo liệu cho mình lúc tuổi già. Bạn hãy tiết kiệm một khoản tiền để có thể làm những gì mình muốn, đi những nơi mình thích khi về già. Điều này cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Ngược lại, con cái chúng ta còn bớt đi một phần lo toan khi gánh nặng cơm áo gạo tiền vốn đã rất áp lực trong cuộc sống hiện đại này. Bạn đã nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho chúng, cũng đã coi như làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ với con cái mình. Nên số tiền dưỡng già nhất định nên phải có một khoản cho mình, khi chưa vào quan tài thì bạn cũng chưa cần phải phân chia cho ai cả. Việc thứ tư là tìm cho mình những người bạn già. Hãy mở rộng lòng mình, kết thêm nhiều thiện duyên hơn nữa. Đây cũng là một bí quyết hưởng thụ cuộc sống của những quý tộc đơn thân. Hình ảnh những đôi vợ chồng luôn yêu thương quấn quýt bên nhau từ thuở còn son tới khi đầu bạc răng long quả thực khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng nếu cuộc hôn nhân không được mỹ mãn như bạn mong muốn, thì hãy mỉm cười mà chấp nhận nó. Âu cũng là cái duyên cái nợ từ đời trước, con người cũng chỉ nên vâng mệnh trời mà thôi. Khi tâm hồn trống trải, ta mới cảm thấy cô đơn, nhưng nếu bạn có thể lấp đầy trái tim ấy bằng tình yêu cuộc sống, bằng sự biết ơn và quan trọng nhất là tìm cho mình một tín ngưỡng chân chính cho tâm hồn nương tựa, bạn sẽ thấy hạnh phúc tới tận giây phút cuối đời. Có những điều lỗi thời, không hề đúng đắn, nhưng vẫn khiến nhiều người dao động, nào là người ở thiên đường, tiền ở ngân hàng, sống một mình rất cô đơn. Di rồi sẽ không có người chăm sóc, bạn phải nhận thức rõ rằng tiền tài chỉ là vật ngoài thân, danh lợi chỉ là hư ảo trong chốc lát, trải nghiệm cuộc sống mới là toàn bộ kiếp người. Nếu buộc phải trải qua những tháng ngày cuối đời một mình, hãy làm một người độc thân vui vẻ, chẳng phải có câu rằng đời người hai lần trẻ con đó sao, khi còn thơ bé chúng ta rất ngây ngô, trong sáng, chẳng truy cầu, chẳng phiền muộn, tới khi bạc đầu, khi đã nhìn thấu sự đời, chúng ta lại học được cách buông bỏ, ít truy cầu, ít buồn khổ. Như vậy chẳng phải ta lại hồn nhiên như một đứa trẻ hay sao? Trước khi bạn già, hãy chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt, một khoản tiền, những ngày tháng rảnh rỗi, những người bạn tốt, một không gian dành riêng cho mình và một tín ngưỡng chân chính mang lại sự bình yên trong tâm hồn của bạn nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.